cái kết đắng như ngậm bồ hòn đằng sau những trò quá lố của Sao Việt. Dù vô tình hay cố ý, nhưng những trò đùa quá lố của Sao Việt đều bị dư luận lên án và chê trách. Là người của công chúng, các nghệ sĩ luôn có những cách riêng để giữ hình ảnh thật đẹp mỗi khi xuất hiện. Ngoài việc tạo dựng phong cách cá nhân, họ còn phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động để không bị dư luận soi xét. Tuy nhiên, có không ít Sao Việt chỉ vì một trò đùa quá trớn đã nhận về trái đắng là sự chỉ trích, chê trách của khán giả. Mới đây, Thanh Duy gây phản cảm khi bất ngờ nghịch ngợm để điện thoại vào ngực nữ ca sĩ Hằng Binh Bon tại một sự kiện. Khoảnh khắc này ngay lập tức bị ghi lại và được cư dân mạng lan truyền chóng mặt. Rất nhiều người cho rằng trò đùa của Thanh Duy có phần vô duyên khi thực hiện giữa chốn đông người, dù anh và Hằng Binh Bon là bạn thân ngoài đời thường. Sau sự việc này, Thanh Duy đã lên tiếng xin lỗi khán giả và nữ ca sĩ Hằng Binh Bon, hứa không xảy ra hành động quá trớn đó nữa. Nhưng đây cũng là bài học để anh tiết chế bản thân hơn. Cuối tháng 3, 2017, diễn viên hài Thúy Nga gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng bức ảnh mặc váy cô dâu, đeo nhẫn cưới, đứng bên cạnh chú rể Tây kèm chú thích. Hôm nay, em chính thức công bố để anh ấy được lộ diện. Cho đến khi dư luận hoang mang về thông tin Thúy Nga sẽ lên xe hoa, cô mới lên tiếng xin lỗi và cho biết đó chỉ là bức ảnh ghép để trêu đùa, nhưng ngày cá tháng 4. Lời thú nhận của Thúy Nga khiến người hâm mộ khá hụt hẫng. Hồi tháng 2, 2017, Việt Hương cũng làm tốn không ít giấy mực báo chí chỉ vì trò đùa tại đám cưới ca sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm nhạc ACNM tại Mỹ. Theo đó, trong đoạn clip, Việt Hương và Hoài Tâm dẫn dắt trò chơi tại đám cưới, nữ diễn viên đã có những câu nói cùng hành động khá nhạy cảm. Chính điều này đã khiến danh ca Hương Lan phải bỏ về vì lý do Hoài Tâm và Việt Hương giễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu. Cô chú chưa từng dự một đám cưới nào mà MC đứng nói dung tục, xong rồi tự cười hô hố trên sân khấu như vậy. Sau đó Việt Hương đã phải viết một bức thư tay xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận đã quá khích trong đám cưới ca sĩ Đình Bảo. Cô còn tự phạt bản thân 2 năm tới không tham gia các buổi tiệc và sẽ kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói. Đầu năm 2014, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải một chiếc phong bì với dòng chữ ca sĩ Phương Thanh. Thù lao biểu diễn hẹn yêu 8 tỷ đồng. Ngay lập tức, hình ảnh này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và rất nhiều người bất ngờ với số tiền cát xê của Phương Thanh. Trên phản ứng từ khán giả, giọng ca trống vắng đã đính chính. Chanh mới được phỏng vấn về vụ 8 tỷ tiền thù lao nè cả nhà. Ôi em là nghệ sĩ hài hước, em không phải thanh niên nghiêm túc. Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi, hài hước để cho cuộc sống dễ thở, đó là chân lý của em. Anh đạo đức sao bắt lỗi em hoài vậy? Lúc này mọi người mới nhận ra đây chỉ là một trò đùa của nữ ca sĩ. Cùng thời điểm với Phương Thanh, siêu mẫu Xuân Lan cũng đăng tải một dòng trạng thái nói về câu chuyện cha của con mình trên trang cá nhân và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Xuân Lan ghi rõ cha của con gái cô tên là David Beckham. Đến khi sự việc được lan truyền trên mặt báo, Xuân Lan mới hốt hoảng giải thích, em đùa đó trời ơi, báo chí làm quá đi mà. Cuối năm 2013, Mây Già và Bùi Anh Tuấn khiến khán giả giật mình khi đăng tải hình ảnh tờ tiền được cuộn tròn cùng hai vệt đường màu trắng lên trang cá nhân với dòng chia sẻ, thú vui tiêu khiển của hai chị em tôi. Hình ảnh này đã khiến khán giả cho rằng Mây Già và Bùi Anh Tuấn đang sử dụng hàng cấm. Đặc biệt, trước đó không lâu, Bùi Anh Tuấn đã vướng nghi án đập đá. Để mọi chuyện không đi quá xa, Bùi Anh Tuấn đã lên tiếng cho biết vệt bột trắng chỉ là đường cát. Người bạn đi cùng chuyến bay của anh cũng tung ra clip quay lại quá trình dàn cảnh của Bùi Anh Tuấn và Mây Già để minh oan cho cả hai. Mỗi lần đóng cảnh nóng với Angela Phương Trinh, bạn diễn lại phải thốt lên như thế này. Ai cũng phải công nhận kỹ năng của Angela Phương Trinh quá đỉnh, nhất là Trường Giang. Mới đây nhất, Angela Phương Trinh đã có nụ hôn vô cùng nóng bỏng với rocker Nguyễn. Chia sẻ về nụ hôn với bà mẹ nhí, bạn diễn nam cho biết đây có lẽ là nụ hôn được vây quanh bởi nhiều người nhất trong cuộc đời của rocker. Cảnh này được quay vào gần cuối ngày và cả hai đều rất nhập tâm vào vai diễn. Ngoài ra, rocker Nguyễn còn tiết lộ cả hai phải quay đến lần thứ 5 mới có thể hoàn thành phân đoạn thân mật này. Anh cũng thừa nhận rằng ấn tượng nhất là cảnh nhạy cảm với Trinh bởi áp lực rất cao và là một trong những trải nghiệm quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Trước đó, Phương Trinh cũng từng có những cảnh hôn nóng bỏng với Trường Giang trong Taxi Em Tên Gì. Angela Phương Trinh từng nói rằng
Trường Giang lại rất cuồng nhiệt và cháy bỏng, kiểu hôn như chưa bao giờ được hôn. Còn Trường Giang thì chia sẻ rằng anh không biết Phương Trinh có bạn trai chưa, nhưng lúc ấy hai người chỉ tự nhủ rằng làm hết sức để cho vai diễn trọn vẹn. Ngoài ra, chàng hề xứ Quảng còn thú nhận Angela Phương Trinh đẹp như vậy ai mà không bồi hồi và say nắng. Thú thật, khi đã nhập vai rồi tôi phải quên đi chính mình và sống đúng với cuộc đời cảm xúc của Thượng Phong. Võ Cảnh cũng có cảnh hôn trong bộ phim Sứ mệnh trái tim nhưng cuối cùng lại bị cắt. Nói về cảnh tình cảm này, nam diễn viên cho biết anh đã đặt tất cả cảm xúc vào cảnh quay, chính vì vậy hôn Trinh trong phim cũng giống như lúc đang yêu vậy. Hơn nữa, Phương Trinh là diễn viên có nhiều kinh nghiệm nên anh đã học hỏi được rất nhiều điều. Trong phim Biết chết liền, Angela Phương Trinh có cảnh hôn nóng bỏng với bạn diễn nam và nữ. Khi nói về cảnh nhạy cảm với Angela Phương Trinh, Lily Luta cho biết bạn diễn của mình nhỏ tuổi hơn nhưng rất tâm lý, hai người lại chơi thân nên thường tâm sự và chia sẻ với nhau. Vì thế, khi đóng cảnh đồng tính, dù là lần đầu tiên nhưng Angela Phương Trinh diễn rất nhập vai, tự tin và không hề có chút ngượng ngùng. Sơn Ngọc Minh và Angela Phương Trinh có nhiều cảnh quay mùi mẫn trong phim. Sơn Ngọc Minh chia sẻ, cả phim anh nhớ nhất là lúc đóng cảnh nóng với Angela Phương Trinh. Dù cảnh quay nhạy cảm mất nhiều thời gian và tâm lý hơi căng thẳng, nhưng bà mẹ nhí vô cùng đáng yêu, diễn xuất lại rất tuyệt vời, nên những cảnh mùi mẫn đóng khá đạt. Ngoài ra, trong lúc đóng những cảnh nóng, Angela Phương Trinh còn động viên rất nhiều, giúp Ngọc Minh bớt lo lắng. Giấu suốt 11 năm, cuối cùng Phương Thanh cũng công khai bố của con gái, nhưng câu chuyện đằng sau quá đau lòng. Những hình ảnh xúc động nghẹn ngào được Phương Thanh đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ ca sĩ Phương Thanh vừa đăng tải hình ảnh bố đẻ của con gái, người mà cô luôn giấu kín bấy lâu nay. Dư luận chưa kịp chúc mừng thì đã phải sốc nặng khi đọc đoạn status của Phương Thanh. Cô chia sẻ, người đàn ông này đã qua đời tròn một năm, hôm nay là ngày giỗ đầu. Nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi công khai khoe con gái và con trai, nhưng trong suốt 11 năm qua, cô không hề tiết lộ danh tính của bố đứa trẻ. Phương Thanh khiến tất cả những người hâm mộ bàng hoàng khi chia sẻ, hôm nay 21 tháng 7 âm lịch, giỗ đầu của bố em gà, ông Đặng Ngọc Cường, cầu mong anh siêu thoát nhẹ nhàng về với Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô cũng nhắn nhủ với người đã khuất rằng, hai mẹ con em đã vượt qua tất cả rồi, mọi người bình an hoan hỷ. Ông Cường ơi yên tâm nhé, hai đứa đã ổn định tinh thần rồi. Lần đầu tiên Phương Thanh công khai những hình ảnh của bố đẻ bé gà. Bé gà thừa hưởng nhiều nét giống bố. Sốc hơn khi giọng ca trống vắng chia sẻ hình ảnh này vào đúng ngày giỗ đầu, tức là bố bé gà đã mất cách đây một năm. Bức ảnh con gái Phương Thanh mặc đồ xô chịu tang cho bố khiến ai cũng xót xa. Tiến Luật, Cát Phượng và nhiều bạn bè đồng nghiệp để lại bình luận an ủi động viên nữ ca sĩ. Phương Thanh cho biết cô và con gái hiện tại đã lấy lại được cân bằng, ổn định tinh thần sau cú sốc lớn này. Trước đó vào tháng 5, 2014, nhân ngày sinh nhật của cô con gái, Phương Thanh quyết định đăng tải một bức thư của con gái viết cho bà nội và bố. Sau 11 năm, Phương Thanh mới quyết định tiết lộ hình ảnh bố bé gà, nhưng lại đúng vào ngày giỗ của anh, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Lâm Khánh Chi tiết lộ bất ngờ về chuyện chăn gối, tôi sinh hoạt như một phụ nữ đích thực. Con gái bình thường ra sao thì tôi y như vậy, không khác bất kể cái gì, tôi nói chung không yếu đâu, Lâm Khánh Chi bật mí. Khẳng định cơ thể tôi hoàn hảo 100%, mới đây nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi tiếp tục gây sốc khi tiết lộ chuyện phòng the. Tự tin mình đẹp hơn nhiều phụ nữ đích thực khác. Lâm công chúa không ngại công khai chuyện giường chiếu với bạn trai. Giọng ca em chỉ là một cô gái cho hay. Trong chuyện yêu đương, cô quan hệ bình thường như mọi phụ nữ. Nói về tần suất, Lâm Khánh Chi khẳng định tôi không yếu. Khi làm con gái, tôi mới thấy thật sự không cần giàu, người ta vẫn yêu nhau bình thường. Bởi lẽ người đàn ông khi yêu quan trọng nhất là vấn đề tình dục. Chuyện giới rồi, bộ phận sinh dục của tôi y chang phụ nữ. Tôi quan hệ bình thường như bao phụ nữ khác, con gái ra sao thì tôi như vậy, không khác gì. Tuy nhiên việc đó cũng tùy theo sức khỏe của mọi người. Người khỏe thì nhiều, người yếu ít đi, riêng tôi nói chung không yếu. Nếu tôi yếu thì chồng đã không yêu đâu, Lâm Khánh Chi tiết lộ. Tự tin mình chuẩn lay đi, Lâm Khánh Chi chia sẻ về những hệ lụy trong đời sống vợ chồng khi không hòa hợp chuyện phòng the. Đàn ông khi yêu lúc nào cũng quan trọng tính cách và vấn đề tình dục, hai cái đó quyết định mối quan hệ tình cảm có bền lâu hay không. Nếu con gái yếu sinh lý sẽ ảnh hưởng tới gia đình, dễ khiến chồng ngoại tình, cái đó không trách người ta được. Con người sinh ra đã có nhu cầu yêu đương tình dục là phải đi đôi. Đừng ai nói yêu đương không có tình dục vẫn yêu, cái đó khó lắm.
khẳng định mình thấu hiểu bạn trai từ tinh thần đến thể xác. Người đẹp chuyển giới chia sẻ dự định kết hôn vào cuối năm nay. Nữ ca sĩ hy vọng nhận được lời chúc phúc từ khán giả. Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào cuối năm. Hy vọng được ngày nào trọn vẹn ngày đó, tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình yêu, bền lâu với người đàn ông hiện tại. Hy vọng đám cưới của tôi sẽ có nhiều người đón nhận và chúc phúc, Lâm Khánh Chi bày tỏ. Thông báo tin vui đám cưới, giọng ca Tình Yêu Sỏi Đá cũng chia sẻ quan điểm về hôn nhân. Khẳng định mình chưa từng ngoại tình, Lâm Khánh Chi tâm sự. Tôi đã yêu ai thì sẽ không so đo tính toán. Con gái lúc nào cũng phải là người nhường nhịn, không được nóng tính và nên tôn trọng người đàn ông trước đám đông, đặc biệt là người đàn ông yêu mình nhất. Là con gái cũng đừng sống vì tiền. Đàn ông bây giờ rất khôn, nhiều người họ biết là lợi dụng đó, nhưng người ta vẫn cho, vì người ta quá giàu. Tôi nhìn ra được điều đó nên không bao giờ sống với ai vì tiền. Cuộc đời chẳng ai ngu hơn ai đâu. Mình thông minh cũng có người khác thông minh hơn mình. Tôi thuộc tiếp phụ nữ của hiện đại, nữ truyền thống. Hiện đại trong phong cách thời trang thì hiếu vậy thôi, nhưng quan điểm thì vẫn truyền thống. Tôi sống an phận, chung thủy, yêu ai chỉ yêu một người. Người này nhất điểm mới đi yêu người khác. Lâm Khánh Chi từng là một nam ca sĩ trẻ năng động. Giữa thời điểm tên tuổi đang được chú ý, chàng trai Huỳnh Phương Khánh quyết định chuyển giới để được sống với con người thật của mình khi đã ở tuổi 33. Trải qua nhiều cuộc đại phẫu thuật ở Thái Lan, giấc mơ trở thành phụ nữ của Lâm Khánh Chi thành hiện thực. Trở về phận nữ nhi với gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng. Ca sĩ Lâm Khánh Chi được đồng nghiệp và bạn bè gọi cô là công chúa như một lời khen tặng cho vẻ đẹp và nét duyên dáng. Sau hành trình tìm lại chính mình, Lâm Khánh Chi của thời điểm hiện tại đã hạnh phúc hơn nhiều khi đã tìm thấy nửa yêu thương. Người đánh cắp trái tim họ Lâm là Trần Phi Hùng, một doanh nhân người Nam Định, sinh năm 1985. Người đẹp chuyển giới cho hay cô và bạn trai kém 8 tuổi sẽ về chung nhà vào tháng 11. Anh ấy hiền lành, thật thà, ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi, như vậy là quá đủ với tôi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ nói không nghĩ tôi làm con gái đẹp đến vậy. Mẹ chồng còn bảo bà rất thương con trai nên chỉ cần con trai hạnh phúc là bà vui lòng, Khánh Chi chia sẻ.